bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 25, phần 3. Tình cảm sâu đậm, nhưng mà nợ cũng nhiều lắm. Hồ Chê đã hy sinh vì tôi rất nhiều, giống như những gì mà em trai của tôi đã làm với tôi. Bây giờ tôi cũng muốn giúp cho em ấy có cuộc sống mà em ấy mong muốn. Vì lẽ đó chỉ nghĩ đến em trai tôi thôi. Thì tôi đã rất cố gắng trong công việc, chăm chỉ làm việc cho đến khi mục xương ở đây. Như vậy thì mới xứng đáng với những gì nó bỏ ra. Cứ làm thôi, sao phải mục xương chứ. À, dạ. Đi vào đi. Dạ. Ờ, vì tôi mà cậu tỉnh giấc rồi sao? À, không phải đâu trưởng phòng, em còn không biết anh ở đó luôn đó. Vì lạ nhà nên không ngủ được có đúng không? Không phải đâu, em cũng ngủ được một chút rồi mới dậy mà. Chị gái đã về nhà an toàn rồi. Ngày mai hai người hãy đi chơi vui vẻ ha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Nhưng mà có điều... dạ thôi không có gì. Sao đi? Thật ra... anh với chị của em thân nhau lắm hả? Ờ, có chút thân thiết. Ờ không, thân hơi nhiều một chút. Nói chung là vì thân thiết nên cứ thoải mái ha. Ừ. Thân sao? Cũng thân mà. Ai cố vậy? Đi đâu đây? Là tôi. Là tôi mà. Sao mà mình phải ấp a ấp úng vậy chứ? Trong thị trường cả nước, các thương hiệu được nhập khẩu với sự tăng trưởng của các công ty thương hiệu trong nước cũng đang được họ chú ý. Trong các thương hiệu được lựa chọn thì sản phẩm chính của chúng ta đã mạnh dạn cải tiến nếu như đưa ra cách marketing táo bạo một cách xuất sắc. Và hiện đang có những điểm hứa hẹn để chúng ta lưu tâm thì có thể nhìn thấy cơ hội thành công là rất cao. Cái gì vậy? Mình cảm thấy lạc lõng quá đi. Chỉ cần sản phẩm mới cải tiến được tung ra thị trường là bán được luôn hay sao? Hình ảnh thương hiệu cũng rất quan trọng đối với người tiêu dùng. Thương hiệu không phải là thứ có thể tạo ra trong khoảng thời gian ngắn đâu. Chuyện này... Vì vậy nên mới cần sự hỗ trợ của marketing. Loại bỏ dòng sản phẩm hiện tại đem lại nguồn thu nhập chính của công ty. Tập trung vào sản phẩm của dự án mới còn chưa biết lợi nhuận ra sao đâu. Như vậy không phải là quá rủi ro hay sao chứ? Rủi ro lớn thì lợi nhuận cao. Kinh doanh thì phải mạo hiểm chứ. Trưởng phòng So, phản đối của cậu có chút không thích đáng đó. Ý của anh là tôi phản đối vì muốn cản trở sao? Với tư cách là trưởng phòng marketing nhận định dự án này sẽ mất nhiều hơn so với những gì đó. Là tôi muốn nói chính là, thì tôi muốn nói cái đó. Thật ra thì giám đốc bộ phận marketing hãy rút khỏi dự án lần này. Với thái độ tiêu cực như vậy thì sao giúp cho dự án thành công được đây? Dự án lần này sẽ do nhóm trưởng Chô Xuất Kên phụ trách. Thank you.
Này trưởng ban Chu. Dạ. Cô đã thỏa thuận chuyện gì với tổng giám đốc mà thậm chí tôi còn không biết vậy chứ? Dạ không. Làm gì có chuyện đó. Ồ, vậy à? Ồ, vậy là tổng giám đốc không làm việc riêng với cô mà lại bất chợt giao dự án này cho cô trước mặt nhân viên à? Tôi cũng bị bất ngờ mà. Vậy sao? Trưởng ban Chu, ở đâu cũng phải có thứ tự. Nếu như có việc cần phải liên hệ với tổng giám đốc thì cô phải thông qua tôi. Và đừng có quên là tôi kéo cô lên tới vị trí ngày hôm nay. Vâng, tôi biết rồi. Chắc là cô đang bận ha, ra ngoài đi. Trưởng phòng Soi hãy bắt đầu chỉnh lý lại dòng hàng hóa trung cấp đi. Đó là những sản phẩm đang đạt lợi nhuận đáng kể mà anh lại muốn bỏ hay sao chứ? Trong tình huống phải đưa ra quyết định sống hoặc chết, những phán đoán thật nhanh và quả quyết. Nếu chậm một chút sẽ làm cho người ta chết oan, nhưng mà phán đoán nhanh thì có thể cứu được mạng người. Tôi có lòng tin rất lớn vào dự án này. Nếu tổng giám đốc định dựa vào linh cảm của mình để kinh doanh về mảng nội thất này thì tôi cũng tin tưởng anh, nhưng lĩnh vực này không phải vậy đâu. Anh cảm thấy là tôi không có chút kiến thức mà lại tỏ ra là hiểu biết, có đúng không? Đúng. Đó là điều mà tôi đang lo. Trưởng phòng So, trước đây cũng ở ngành khác rồi qua công ty chúng tôi chưa được bao lâu đúng không? Tôi muốn tổ chức điều chỉnh lại thứ tự để mà theo ý của mình. Còn nếu như có người muốn chống lại thì phải rời bỏ vị trí mình thôi. Anh nói công ty như là vật chiếm hữu riêng của anh vậy đó. Nếu định làm việc dưới quyền của tôi thì tôi nghĩ là cậu nên chấp nhận điều đó. Nè Trang. Dạ. Tâm trạng của cậu đang vui hả? Cậu đã đổi kiểu tóc rồi á. Dạ. Đây là kiểu tóc dấu phẩy thịnh hành hả? Dạ, dấu phẩy. Kiểu tóc này nhìn nó không hợp đâu. Hả hả? Tất cả thông tin được kiểm tra rồi chứ? Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần. Các nguyên tắc cạnh tranh đều giống nhau. Chắc có rất nhiều người tìm việc tới đây. Được ưu tiên cho kỳ tuyển dụng vào cuối năm đã rất là đặc biệt lắm rồi. Điều đó mới quan trọng đó. Tôi cũng thử hết rồi nên biết. Vì vậy ngày nào cũng thức trắng đêm để lên ý tưởng. Quyền hạn thì thuộc về ban tổ chức. Tiền thưởng thì không được bao nhiêu. Sơ ý một chút là bị cho lãng cấp ý tưởng. Đúng vậy. Cuối cùng thì cũng chỉ có một người trong số họ là được chọn ở lại cuộc thi này thôi. Phải đó. Nhưng biết sao giờ? Mọi người đều biết rồi vẫn làm thôi. Cô cũng biết mà. Từ lúc ứng tuyển cho tới khi nhận giải phải qua 7 vòng lận. Bây giờ mà nghĩ về chuyện ngày xưa thì chạnh lòng quá. Tôi chưa bao giờ vượt qua được 7 vòng hết. Anh à, đi uống cà phê đi. À, phải gọi là anh Đô Kỳ Tích hả? Gina, em sao vậy? Mau tỉnh táo lại, ngồi xuống đi. Cái gì chứ? Em nói sai gì sao? Đúng là không thể tin được ha. Cô ta sao vậy? Nè trợ lý hả? Cô có biết là mình vừa nói cái gì hay không đó? Anh ấy chính là bạn trai của tôi đó. Anh Đô Kỳ Tết. Cô là người ném bom mà sao tim tôi lại hồi hộp vậy ta? Tôi chắc là phải đổi bộ phận thôi à. Tôi không thể sống nổi ở văn phòng này vì phụ nữ ở đây đáng sợ quá đi. Ai cũng bất ngờ có phải không? Tôi tự nói rồi để sau này đừng có ăn hiếp anh ấy nữa. Hồ Quân à, cô biết rồi hả? Chúng ta nhất định sẽ làm được để có thể ăn những món ăn khác thay vì những mẫu bánh này. Anh chưa cầm ví nè. Hả? Gì vậy? Ví của anh khi Tết. Dạ. Em đang đau đầu vì trưởng phòng đã không hài lòng vì em từ trước rồi. Phải làm sao đây? Cứ nói lỗi cho anh, em đừng lo. Trời ơi, chắc mình điên mất thôi. Trợ lý Hà, cô ấy ngầu quá. Nè, các cô cậu bắt đầu từ khi nào vậy?
Không phải bây giờ mới thành đâu nhóm trưởng à. Người con trai mình đã đậu kỳ thi công chức của trợ lý Hà. Không phải là công chức nhà nước mà là nhân viên hợp đồng của công ty chúng ta, là anh Đô Kỳ Tết đó. Trợ lý Ly, anh thích trợ lý Hà hả? Ê cái gì? Trưởng phòng ông bị điên rồi sao? Tôi lại thích cô ấy được. Tôi không thích người ốm đâu nha. Vậy sao cậu phản ứng mạnh khi nghe chuyện của họ dữ vậy? Tôi phản ứng như nào chứ? Tôi không hề quan tâm một chút nào luôn á trời. Hai người trông thật đẹp đôi đó. Cảm ơn chị nha quản lý. Trợ lý Hachina, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi. Ê nè nè, dừng lại. Nè, các cô cậu đang làm cái gì vậy? Công ty chúng ta đúng là công ty tốt, từ giờ hãy cẩn thận tôi đó. Cậu Đô Kỳ Tết, mấy hành vi như là vượt quá giới hạn, thể hiện tình cảm thái quá, tôi rất ghét đó nha. Dạ, tôi biết rồi. Trợ lý Ly, anh gọi các bạn cùng khóa 3 hồi cấp 3 ra chơi đi. Khóa 3 hả? Tôi sẽ mời. Khóa 3 sao? Cái gì vậy? Ờ, không lẽ là tiền bối trường cấp 3 sao? Mình từ giờ là đang bị kiểm tra đó hả? Ôi trời trời, cái gì? Sao chứ? Em đang làm cái gì vậy? Em làm gì hả? Sao tự nhiên em nói ra ở công ty, sau này sẽ làm việc kiểu gì đấy? Thì bạn trai đang chuẩn bị thi công chức của tôi giờ đã vào công ty chúng ta rồi. Và làm việc rất là siêng năng đó. Em nói vậy không được hả?